Ê. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Thua luôn mọi người, con cua chút ép à. Trời ơi. Chiếu này sao dữ vậy? Đào cái hang khủng rồi. Cua đực mà. Cua chút xíu. Từ từ đào cái hang đất lên đi. Rồi. Xin chào các bạn đến với kênh Đặc Biển Cần Giờ nha. Hôm nay mình trở lại hành trình săn bắt cua biển Cần Giờ nha. Hôm nay mình đi chung với mẹ mình. Vinh Vinh Vinh. Chào ông già bạn. Này mình đang phát hiện được hang cua các bạn. Đây này 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 này. Này nè, thấy không? Cua này có dấu bò vô luôn nè. Thấy không Vinh, thấy không Vinh? Đây nè. Bắt Vinh. Này có chắc chắn anh ơi. Đây đây để bắt nha. Thò móc luôn ơi. Sao rồi? Chân em gu hả? Sao rồi? Hay là có không? Thọt vô sẽ thấy im gu à. Làm cú 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 gáo gáo à. Có gạo không? Có. Có gạo, có lúa đó. Sao anh? Có rồi. Nước tàu gà có đúng không? Sao anh? Ôi sao không trời. Gà quá anh. Hả? Thấy cuối hàng phải không? Hả? Con này bò ra anh ơi. Em sợ bò gà có gai ngắt lên không? Có không? Rồi tao quay đi. Tao mới quay, tao mới quay đi. Rồi. Để vô đi. Có chân đập cái móc rồi. Rồi rồi rồi. Kiếm được mắt. Ờ, cay quá. Có cua nha mọi người. Tại vì mắt cay quá để cho anh Đạt, Đạt Nguyễn bắt đi. Chúng tôi cần cảnh cho mọi người xem nha. Chào anh Đạt, chào anh Đạt. Chào. Quay cái máy quay đừng đừng để cho nó lắc quá. Được chưa? Có cua hay là có chứ. Sao có Đạt? Đi từ sớm giờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Ôi ôi, hang này chắc tâm tâm rồi anh ơi. Lơ mơ ở cặp á. Chấu vô quá trời. Chấu cua quá trời vô luôn nha mọi người. Có chắc rồi. Bây giờ anh em tôi đi gần 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đồng hồ chưa có gì. Bắt được 2 con ba khía rồi. Thấy không? Chấu vô nè. Cây nè. Cây chưa? Trời ơi. Gì hả? Cuối cùng hả? Không có gì ơi. Nè, cây nè. Rồi không có là mà mệt nữa. Không có là chết luôn. Trời ơi, lên luôn rồi. Thấy cụng cái gì anh? Không, lên. Hang hang ngắt lên hả? Cuối cùng nó ngắt lên phải không? Hả? Sao nè? Cái cây mình bật thử cái đây. Thấy một cua luôn kìa. Đâu? Đâu đâu đâu? Thấy chưa, thấy chưa? Phải không? Nghe đúc đúc cái cán vô kẹp cổng cổng thôi. Rồi thấy cua phải không?
nhiều mánh nè. Bự cua này bự nha. Bự nè, theo cua. Trời ơi cua ghê các bạn ha. Đó, cái lú ngu không? Để coi cái mày nhai đây. Không phải hành cua không? Lú ngu không? Ừ đúng rồi. Rồi, móc ra. Rồi, cây móc đầu tiên luôn nha. Đây cũng vậy nha. Cua đầu tiên nha các bạn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, cua này nhỏ xíu rồi nhìn ơi. Gì? Cây ấy. Coi chừng con cái á. Hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Thua mọi người, con cua chút ép à. Trời ơi. Chiếu ngoài sao không dữ vậy? Đào cái hang khủng lộn. Cua đực mà. Cua nó xíu. Từ từ đào cái hang đất lên đi. Hết rồi. Ôi, con này cua. Con này cua hay nha. Dữ chưa? Quá dữ. Cua nhỏ nhỏ mà dữ ghê thiệt. Hơn dịch Coca-Cola luôn á, hết ăn luôn á. Chắc không? Trời cũng dây. Mình chơi cái nhà nó vừa quá. Có chuyện nhất rồi. Nó dữ lắm anh. Có nghĩ chưa? Có con cua bự đó nè. Đó ha. Chắc con có cua bự lắm á. Nghĩ vậy không? Người ta bắt con cua nào bự vậy sao mình bắt con cua như mơ khía vậy? Ta dân quýp, mình dân cua bắp. Chứ ta lỗi chút xíu không đi. Quá trời mình đợi 3 tiếng đồng hồ chỉ có cái con này. Đem ra lấy dây lá rồi. Đi. Nãy anh em mình đi vô cái rừng nè. Mà ông á thấy rủ ông trời bá luôn các bạn. Ông này mặt dữ lắm rồi. Bự. Đó, thấy không? Quá là bự luôn, ông này chầm bá luôn mọi người. Làm đuốc đi, làm đuốc đi, bắt đẹp đẹp đó nha. Mọi người thấy không? Thấy không? Thấy không? Còn mặt chầm bá luôn. Cái gì? Cái gì tắt á, thổi. Thổi cho nó cháy đi. Cháy đi mẹ. Chú khố là được rồi. Thôi cháy đi. Không vui nha. Chú khố được rồi. Cháy tao không? Hơi thuốc mà. Chú khố là được rồi. Còn hơi thuốc để vô được. Sao nó cầm thuốc cha? Hơn như vậy thôi. Cũng thấu ấy. Mình để cái viên hỏi lên. Con này ổn rồi, bự lắm nha. Quá là bự rồi. Này anh Vinh Nguyễn chứ không phải anh Thọ Nguyễn nha. Anh Thọ thấy không anh Thọ? Con khủng lồ rồi, bắt trước anh Thọ. Cho nó cháy đi, cho nó cháy đi. Rồi, miếng khói rồi. Tắt nữa bây giờ nè. Ồ, ông này nhóc mặt luôn. Bẻ trong á. Bẻ đi cái hút mặt hết á. Rồi bẻ đi. Xong quá. Xong hả? Có chừng. Này đẹp hết nha. Không sao đâu. Có chừng xước. Ê, có chừng đừng nắm đó. Rồi, đúng rồi. Được chưa? Trời ơi. Ủa nó bay kìa. Ôi bể rồi. Ủa vậy? Rồi đi ra đi.
giữ thì móc miếng. Có lý, có lý. Ông làm gì? Ông làm gì? Ông này hả? Ừ. Ông này gọi là ông sắt bảo vệ tổ. Hay nha. Rồi đi đi. Chúc. Ồ quá trời ông ngon rồi, mặt quá mặt rồi. Lợn phái à. Nè mọi người, ông nè mọi người. Vinh ơi, mày đâu rồi? Ông này đầy mặt không? Đầy mặt rồi đó, nó bao mặt rồi đó. Nhưng mà còn quá trời nè. Ủa tàn bỏ luôn hả? Tàn bỏ hả? Sâu là gì? Đúng rồi nè mọi người, thấy sâu mọi người. Đó thấy không? Hai ba con sâu luôn. Sâu ở nè. Đó thấy không? Ồ thì ra là sâu là vậy phải không? À, thì ra là vậy. Nó già hạn tới luôn, nó đỏ dữ lắm mà. Đỏ. Ok ok. Mọi người thấy không? Cầm được. Không, tao quay chút xíu hả? Anh thôi. Thỏ thấy không thỏ? Ông khủng rồi anh thỏ. Ai lấy rồi? Ai lấy rồi á? Không. Quá trời ông khủng rồi mọi người. Ôi ông. Nó lớn gì mới thấy ông rồi trời. Có đầu anh. Có đầu chứ. Quá tao nhìn tao thấy hết rồi. Tao đứng từ xa rồi. Mới đụng con nghe đạt. Ờ. Đó. Trời ơi hết hồn. Con cua nó đó, nãy nằm á, bắt đâu hả? Đó hả? Cái cục bằng á, nát con tay, đã so luôn nè, chết luôn anh đạt, chết luôn á, nãy nó là nó mà. Quá chắc luôn đại ơi. Đi bên đây. Ô. Rồi, chín con nha. Chết đau quá. Không như là mơ. Mình nghe. Ôi chết rồi. Ôi chết rồi. Nhưng mà chụp được hay chứ. À, tao nói con này nó bò vòng vòng đây mà. Ôi lỗ luôn. Móng tay cắt kiểu gì mày? Mình bấm để bấm keo á. Còn con nữa không? À, bấm keo là dán keo á hả? Mình chụp một cái nó gấp một cái. Hay không? Con chậu hư. Không có, cái này cái chỗ cây bằng nè. Nó nằm với cái keo bằng á. Chứ chậu em đưa anh rồi. Rồi, đưa nhỏ. Giờ thêm một cái móc nè. Không nằm em ghe, em tính cái tay vừa nước không à, mình gấp em đau em biết. Anh mò nó không được dính ta. Trời ơi, Đạt Nguyễn sao bằng Dương Vĩnh Long. Có nào còn con nữa không à? Có rồi, hả? Có rồi. Không, cái nào có. Cái hạng đi trước nó bắt không được mình thấy không? Không, nó không hay, nó không có chuyên nghiệp bằng mình thôi. Có đâu, có đâu. Không, không gần đâu, không có sao mà, đâu đứng dậy nha.
rồi cái túi rồi bỏ vô kiểm tra tình hình cua rồi rồi thử đi bỏ cua là bỏ tiền bỏ vô rồi tiếp tục mọi người lớn chứ lớn giống vậy á cô cái thốn quá thôi đi ra trong nội ơi. Yeah.